form rồi, user rồi, write, write form là lấy một user và điền ngược lên lại trên form, lấy một user và điền lên form. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái hàm ở đây, chúng ta sẽ tự viết đặt lên form user đổi gì, hàm void mà sao lỗi, à hàm void mà, à quên, user us. Rồi chúng ta sẽ txt user.setTest, setTest us.username txt bash.setTest us.bash. Rồi bây giờ r d o admin chấm set selected dựa trên cái gì, us chấm à chấm row chấm equal với à, cái này là admin. Nếu như là admin thì trả về true thì cái thằng này set true, đúng không? Rồi, nếu trường hợp mà thằng này nó set false thì bên kia nó có tự true không? Không. Mình sẽ đặt hai cái thằng riêng biệt đi. Rồi. Chỗ này user sẽ được set khi chỗ này là user. Đấy. Set true khi cái này là user. Admin set true khi cái này là admin. Set selected dựa trên cái row. Còn gì nữa không? Right. Và khi nào thì mình gọi đến cái write này? Khi nào? Như vậy ở chỗ này thì khi mà chúng ta chọn một dòng ở bên này thì nó sẽ đẩy cái dữ liệu đó qua bên kia. Vậy chúng ta sẽ bắt cái sự kiện là chọn chuột lên dòng. Chúng ta sẽ có event mount click. Event mount click. Vậy trên cái event mount click này chúng ta sẽ làm gì? Đọc dữ liệu. Tức là lấy cái vị trí mà đang chọn nè. Lấy được cái vị trí đang chọn. À, như vậy thì cái vị trí đang chọn nó sẽ nằm ở trong cái table user list get select. Get select round. Không có S nha. Get select round là chỗ này lấy được vị trí nè. Nhưng chúng ta không cần lấy data của cái round này, bởi vì cái data này nó chứa trong array list đó. Thì chúng ta thao tác trên array list, chứ chúng ta không cần thao tác trên table. Table nó giống như là một cái màn hình thôi, không cần thao tác trên đó. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ lấy ra một cái user. Chúng ta lấy ra một cái user. Bằng danh sách chấm get tại cái vị trí này. Được không?
tức là chúng ta lấy một cái user từ trong cái danh sách user lấy ra, và chúng ta sẽ fill cái này lên, fill cái này lên form, fill cái US này lên form. Khi mà chúng ta click bên kia thì nó fill cái này lên form. Chạy thử coi. Ở đây chúng ta có A thêm vào, chúng ta có B thêm vào, chúng ta có C thêm vào. Bây giờ chúng ta list A coi, thay đổi. Chúng ta list C coi, thay đổi. Được không? Tức là chúng ta list bên kia thì nó sẽ lấy dữ liệu, xong nó write lên, lên form. Và cái dữ liệu khi mà các bạn list chuột á, các bạn chỉ cần lấy index thôi, chứ không cần thao tác với table. Chỉ cần lấy mỗi index thôi thì nó sẽ dễ hơn. Còn dữ liệu thực sự của chúng ta là nó nằm ở trên, trên array list. Tất cả thao tác sau này tìm kiếm cũng vậy, thì chúng ta cũng thao tác trên array list. Còn table nó chỉ là cái màn hình của array list. Tức là trên array list có thay đổi là chúng ta fill lên table liền, thì chúng ta không cần thao tác trên table. Ví dụ chúng ta đã làm xong cái phần là click trên table để lấy dữ liệu về.